Thông báo về việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Ủy ban nhân dân xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh thông báo về việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất số 225, tờ bản đồ số 47, tòa lạc tại ấp Gò Cát, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1162 do Ủy ban Nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cấp cho ông Nguyễn Phương Triều, sinh năm 1969, và bà Nguyễn Kim Chi, sinh năm 1972, hiện ngụ cùng địa chỉ trên. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tổ chức, cá nhân nào tranh chấp, khiếu nại, Ủy ban Nhân dân xã Tân Phong, huyện Tân Biên sẽ lập thủ tục trên cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Phương Triều và bà Nguyễn Kim Chi theo quy định của pháp luật.